Thưa quý vị, vừa qua Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cho 622 thí sinh, chiếm 80,8% ở các đội tuyển học sinh giỏi do các trường trung học phổ thông trên toàn quốc thành lập, tham dự kỳ thi Olympic năm học 2021-2022 nhằm phát hiện bồi dưỡng nhân tài và khuyến khích các thầy trò phát huy năng lực sáng tạo, tìm kiếm học sinh có năng khiếu về môn học đào tạo học sinh giỏi để xét tuyển vào đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi này. Theo đó, học sinh tham gia kỳ thi phải trải qua 10 môn thi do Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức, gồm có Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Trong đó, đối với môn ngoại ngữ gồm 2 bài thi, Trắc nghiệm và Nói. Nội dung thi nằm trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông, nội dung dạy học cấp môn chuyên trường trung học phổ thông. Được biết, học sinh đạt giải nhất nhì ba trong cuộc thi sẽ được xét tuyển thẳng vào đại học của các trường thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo như đề án tuyển sinh của từng trường và từng khoa.